Chiều ngày 22 tháng 6, chương trình nghệ thuật Cùng Chong Chóng Sắc Màu Lan Tỏa Yêu Thương đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, truyền thông điệp yêu thương đến trẻ tự kỷ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam do Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNG và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đồng khởi xướng và triển khai trong 5 năm 2018-2023, thu hút sự quan tâm của nhiều vị lãnh đạo cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, nghệ sĩ lẫn cộng đồng. Ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Phan Đinh Tùng mang đến nhiều tiết mục đặc biệt trong chương trình. Cùng với đó là màn biểu diễn của nhóm kịch nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, đội Sơn Ca, nhà thiếu nhi quận 3 và vũ đoàn nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhiều ngày nay, các nghệ sĩ đã chung tay gấp trong chóng sắc màu, lan tỏa thông điệp yêu thương đến các em tự kỷ. Trong hơn 3 năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức và cả những rào cản của buổi ban đầu, nhưng chúng tôi thực sự tự hào và phải nói rằng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam rất mạnh dạn vượt qua mọi trở ngại để viết lên một hành trình nhiệm màu cho các em tự kỷ. Dẫu vậy vẫn còn nhiều điều cần làm ở phía trước, nhưng với niềm tin và trách nhiệm, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp tục làm được nhiều hoạt động tầm vóc hơn để giúp đỡ các em và đạt được mục tiêu của dự án. Chương trình nhận được sự đóng góp vật chất và tinh thần của nhiều đơn vị, cá nhân, đặc biệt là anh Cao Tiến Vị, Chủ tịch Quỹ ASEF, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Sacombank, Dragon Capital, Eurowindow, Tập đoàn Kido, Phúc Khang, Galaximco, Hùng Hậu Holdings, Talentnet, Alpha Nam, Phú Thái, DHA Corp, UD Brand Group, với tổng số tiền thu được gần 5,4 tỷ đồng để tiếp tục các hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em tự kỷ tại Việt Nam.